Hậu trường biến hình, biết ông thương không? Sao trồng lùn quá vậy? Lùn quá. Đâu lát mới làm cho. Lớn rồi, lớn rồi. Thưởng cho tấm thân cơ hành. Đừng có hát, nhếp nhếp thôi cho miệng thôi. Thưởng cho tấm thân cơ hành. Đừng có hát. Thưởng cho tấm thân cơ hành. Ngậm ngùi lặng nhìn con đò xa ngang. Quá đẹp. Không thuộc luôn hả? Châu hát kiểu quên bản gốc luôn á. Rồi bây giờ châu hát hay cho nghe nè. Rồi ok, phải hay nha. 3, 2, 1. Thưởng cho tấm thân cơ hành. Lặng nhìn người gần như xa ngang. Tiếp con đòi ngậm ngùi lần nhìn sang ngang. Rõ ràng là giờ thấy ủa cái đoạn cái dịp này là dịp trống mà sao má này cứ nhai nhai trong đó hoài vậy ta. Thôi ngồi lấy đùi nè, nhìn trong lùng quá à. Đâu thử nhìn ra thử nè, thử là nữ. Thưởng cho tấm thân vài ngày. Mấy gì vậy? Yeah, wow. Về đây đi. Không. No. Cái này là cơ đúng không? A few moments later. Còn đây là thành quả. Biết ông thương không? Thương nào? Thương cho tấm thân con đò xa. Tới thời mày coi. Biết ông thương không? Biết. Biết ổng chi vậy? Biết ông thương không? Thương nào? Thương cho tấm thân cơ hài. Ngậm ngùi lặng nhìn con đò xa ngang. Mừng vàng ngày hóa cho ta. Khi trên xe hoa ai đón đưa nàng. Lúc duyên từ đây đến còn. Để lại một mình thân gầy héo non. Cùng tình năm xưa chẳng còn. Nhưng sao em mãi giữ tấm lòng son.